phường đi. Mày vào, mày đi chạy phường đi. Cận cảnh xe sang Mini Cooper liên tục chèn ép giành đường với xe khác, hành động sau đó của tài xế càng khiến người xem bức xúc. Hôm nay ngày 23 tháng 12, trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau clip với caption như sau: mặc dù đường đông, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng, thế nhưng tài xế ô tô con vẫn tiếp tục vượt lên chèn ép xe khác để giành đường. Tình huống ra sau, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi hình ảnh một xe ô tô con liên tục chèn ép xe khác để giành đường. Đáng nói, sau khi vượt lên, tài xế xe này còn có hành động thách thức, chửi bới, khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Theo người đăng tải video chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 20 tháng 12 vừa qua, khi xe của anh này vừa qua cầu Đông Trù hướng từ quận Long Biên sang huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thời điểm trên, mặc dù đường khá đông, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng, thế nhưng chiếc xe ô tô con hiệu Mini Cooper vẫn liên tục chèn ép, cố tạt đầu để chen vào hàng. Đáng nói, dù đã xảy ra va chạm, ô tô Mini Cooper vẫn tăng tốc vượt lên, chặn đầu xe có gắn camera hành trình. Người đàn ông trong xe sau đó bước xuống, liên tục đập cửa, chửi bới, thách thức lái xe đi đúng. Mặc dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc. Đa số ý kiến đều lên án hành vi lái xe kiểu loi nhoi của tài xế xe sang. Không những đi sai mà còn có hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Đi xe đẹp mà vô văn hóa, vô ý thức quá, đã sai rõ ràng còn hổ báo chặn đầu xe khác, bó tay. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm những thành phần như này gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhường nhau tí mà sống có mất gì đâu. Cuối cùng hai xe đều bị xước, tôi không thấy ai đúng ở pha này cả, là một số bình luận được người xem để lại. Còn bạn thấy sao về pha vừa chèn ép vừa xuống xe văng tục của tài xế xe sang này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.